top 8 con quái vật PVP hay nhất trong Block Free. Sau 77-49 ngày nghiên cứu về Hello Bà Già Nghèo Khổ và Độc Lạc Bình Dương các kiểu con đợt điểu thì mình phát hiện ra một số con quái vật PVP mới và top 1 trong clip này rất là lạ. Anh em xem hết clip sẽ biết top 8 Win No Name, một bạn nữ tên Quyên rất là cute và đây là người Việt có giọng nói rất là ấm áp, còn về trình độ thì quá là đẳng cấp như video trước mình đã nói. Top 7 đó là bạn Giao Ly, biệt danh của bạn đấy là Tô Wit phiên bản Việt. Đây là người đã khiến nhiều bạn fan xin vía để có được kỹ năng đỉnh cao của bạn đấy. Top 6 Chicker, đây là một game thủ rất là kinh khủng bởi vì bạn đấy đã chiến thắng một người thầy của mình đó là Phơ999, nhưng mà mình nghĩ lúc đó có thể bạn Phơ đang đói bụng hoặc là đang buồn ngủ nên là PVP thua thôi, không thì ăn được đấy. Và đây là video của Chicker solo với Phơ999. Top 5 đó là Hector, tên của bạn này dịch ra đó là cậu bé trong váng. Mình không hiểu tại sao bạn này lại đặt tên là như vậy, nhưng mà có thể là do kỹ năng của bạn này quá kinh khủng khiến đối thủ của bạn đấy khi mà solo bị choáng váng. Top 4 Thuquit và top 3 là Phơ999. Hai bạn này có đã solo với nhau và có tỷ số là 3 đều nên là mình không bàn nhiều. Tại sao mình lại cho Phơ999 lên top 3? Bởi vì mình thích những người hơn. Tuyệt vời. Top 2 đó là Admin. Admin thì không phải bàn cãi nhiều rồi anh em ạ. Chỉ cần khạc đường cái là anh em bay cả server luôn rồi, nên là không phải bàn nhiều về kỹ năng của Admin hay là như nào cả. Bởi vì Admin thì không giới hạn ever, nên là việc Admin quét sạch cả bản đồ trong một nốt nhạc là chuyện quá là đơn giản anh em ạ. Vậy thì top 1 là ai? Vâng, top 1 mình sẽ nói cho các bạn sau đây không thể thiếu đó là Joker Zolok. Vậy nghĩa là ai? Với câu nói Hello Bà Già Nghèo Khổ và câu nói OK Hello xin chào, luôn trở lại với channel mình nha, mình là Joker đây. Anh ấy đã gây khó chịu cho rất nhiều đối thủ về mặt tâm lý. Anh ấy đã gây sát thương chí mạng khiến đối thủ phải lăn ra người xin thua. Hãy comment phía dưới để cho mình biết nhé.